Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2024, sáng hôm nay trên công trường của cầu Rạch Miễu 2 thi công rất là nhộn nhịp. Hiện tại ở trụ B20 phía cồn Thới Sơn, các đơn vị thi công đang tiến hành nghiệm thu thép dầm ngang chuẩn bị cho các quá trình bơm bê tông lần thứ 2 trên trụ B20. Còn ở trụ B19 thì các anh đang thi công đốt thân trụ thứ 16, và phía bên dưới dầm ngang thì các anh cũng đang thi công thép dầm ngang chuẩn bị cho quá trình bơm bê tông. Trong video này thì mình sẽ quay cận cảnh hai trụ chính dây văng cũng như là cái quá trình giải phóng mặt bằng phía bên Tiền Giang hôm nay như thế nào rồi. Nếu trong tháng 3 này các đơn vị nhà thầu, các đơn vị thi công không nhận đủ mặt bằng thì có thể là sẽ không hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vào cuối năm 2025. Vậy thì toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2 sáng hôm nay có gì thay đổi thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau xem toàn cảnh video mới nhất hôm nay với mình nha.